Chào tất cả anh em nha. Thì hiện tại mình đang ở cái căn Cần Thơ bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả anh em một số mai bạn kiện cổ bạn ơi. Để anh em nào mà thích cái dạng mai này thì anh em có thể tham khảo cái video này bạn. Thì những cái gốc mai ngày hôm nay thì thích hợp cho những cái anh em nào mà nhà mình bạn mình hẹp bạn, diện tích hẹp á, thì anh em có thể đem những gốc mai này về mình chơi Tết bạn, cũng khá là ok bạn ơi. Ngoài ra thì mình thấy một số mai trong đây thì nó có những cái cành nhánh và nó nhạo bạn, cũng khá là đẹp bạn ơi. Và để chi tiết hơn thì mình sẽ tiến hành vô mình quay từng cây từng cây. Còn anh em nào thích cây nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Sầm các bạn, mình có để phần tiêu đề nè. Giờ mời anh em cùng với mình tham khảo một số mai trong khu vườn của anh nha bạn. Đầu tiên bạn ơi, đầu tiên gốc này là gốc số 1 cho anh em, có mã số 1. Gốc này thì mình thấy chiều cao của nó rơi vào khoảng tầm 2m bạn ơi. Cành thì nó giống như cành đào bạn, nó vươn lên bạn ơi. Nó tạo thành một cái hình y như trái đào bạn, khá là đẹp bạn ơi. Đây là mình quay từ xa cho anh em xem. Và đa số những cái gốc này thì mình thấy những cành nhánh các bạn, nó đưa ra khá là duyên bạn ơi. Và cái cây này thì tầm khoảng từ 40 hoành đến 50 hoành nha anh em. Và những cái điểm đây anh em thấy là chi cành ra khá là lực các bạn. Phía đây phía bên trong của cái cây này. Và để mình sẽ ra đây mình quay cho anh em xem cái vàng tàn đó nè bạn. Khá là đẹp. Cái cây này thì anh em nào có nhà mà có diện tích hẹp đó anh em, thì anh em đem về để anh em chăm sóc. Tết thì nó nở bông. Nói chung là ở Việt Nam mình đó bạn thì có cây mai, còn bên Nhật thì có cây đào bạn. Nói chung là ngày Tết mình không thể nào mình thiếu được cây mai bạn ơi. Có một cây mai mình đem về mình trưng Tết á, rất là hay bạn. Nó có cái giống như mình đem cái may mắn đầu năm về nhà mình. Thì những cành mà mai mà nó nở bông càng nhiều càng đẹp thì mình có quan điểm là thứ nhất là sức khỏe, với thứ hai là tài lộc bạn ơi. Cây này có mã số 1 nha anh em. Thì anh em nào thích thì anh em có thể đọc cái mã số à, để cho anh Xanh, anh Sành, anh báo giá đến cho anh em. Bộ đế ở đây thì cái này mình thấy phía dưới thì nó còn đế nữa nha anh em. Đây này. Rồi bắt đầu mình mời anh em sang đây xem gốc số 2. Cây này có mã số 2 nha bạn. Và cái cây này thì nó cũng chi cành nó lên cũng khá là giống cái cây kế bên mà, cành đào bạn, dương lên bạn ơi. Chiều cao gốc mai này nó rơi vào khoảng tầm 3m nha bạn. Và cái đường kính ngang của cái bộ tàn này rơi vào khoảng tầm 2m8-3m. Bộ tàn cũng khá là lớn. Cây này mặt số 2 nha bạn. Mình sẽ quay cho anh em sơ. Bộ tàn của nó dương lên khá là đều bạn. Cây này thì ảnh mới đem về vườn. Còn bên trong là những cái chi cành ở đây. Nè, những chi cành này mình quan sát thấy bạn, nhìn nó khá là lực bạn ơi. Nếu anh em nào mà đến thực tế nhìn phía bên ngoài thì cây nó rất là đẹp. Và những chi cành này thì nó rất là lực. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em tầm khoảng hơn 10 gốc bạn ơi. Và đa số những gốc này nó rơi vào khoảng từ 40 hoành ăn lên thôi, không có gốc nào nhỏ hết. Rồi tiếp theo là gốc số 3 nha anh em. Gốc này rất là đẹp luôn nè. Để mình quay sơ cho anh em ở phía bên ngoài đi. Bắt đầu mình sẽ vô mình quay phía bên trong. Cây này thì bông 5 cánh đến 9 cánh bạn ơi. Và cái chiều cao của gốc mai này rơi khoảng tầm 1,5m bạn, là tới chỗ cái đỉnh. Và cái đường kính ngang của cái bộ tàn này là chưa gịch nha bạn, là nó rơi khoảng tầm 2m. Nếu mình gịch lên nữa thì nó khá là lớn. Và đây là bạn, những cái chi cành phía bên trong của cái gốc này. Và nó nhạo khá là đẹp bạn. Đây bạn, đây những cái cành nhánh ở đây bạn. Thì nó được nhạo cũng khá là hay bạn. Nhìn mình nhìn thực tế bên ngoài thì cây này rất là duyên bạn. Đây nè, để em quay cho anh em xem cái vàng xương ở đây. Nhiều khi thì anh em mình mua cây mai bạn, nhất là có nhiều người thì người ta thích đế, có nhiều người thì người ta thích một cốt đi lên bạn. Hay là nhiều người ta không cần đế, không cần cốt mà ta cần cái bông, chủ yếu chơi bông thôi. Đa số thì mình lên trên thành phố và mình thấy một số anh em á chơi thì chỉ cần cái mặt bông thôi,
bông nào mà nó càng đẹp thì người ta càng thích bạn. Ngày Tết á, thường thường những cái gốc mai này người ta hay để những cái quà, hay để cái bông các bạn, những cái chậu nhãn thọ này kia dưới gốc, chủ yếu là chơi bông thôi. Đây bạn, đây những cái điểm chi tiết của cái gốc mai này. Cây này thì mình thấy nó đẹp mà, cái những cái cành nó nhạo nè, em thấy không? Rồi bắt đầu mình qua gốc tiếp theo bạn ơi. Gốc này có mai số 3 nha anh em. Bắt đầu mình qua đây là gốc số 4 nè. Cây này thì chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 3 mét nha anh em. 2m8 đến 3m. Còn cái đường kính nó rơi vào khoảng tầm 2m bạn. Mình sẽ quay sơ cho anh em xem. Cây này một cốt chốc đọt luôn nè. Những gốc này thì mình có tham khảo với ảnh là ảnh đem về vườn đây cũng được mấy tháng rồi bạn. Và đa số thì những cái bông đây là 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh bạn. Từ 5 cánh đến 9 cánh nha anh em. Đây là những cái chi cành của nó đây. Để mình quay cho anh em xem một dòng của gốc mai này. Bắt đầu mình qua gốc tiếp theo bạn. Ba số những gốc mai đây thì mình thấy tàn cái nào nó cũng đều bạn ơi. Rồi bắt đầu mình qua gốc số 5 nha anh em. Gốc mai này có mã số 5. Và cây này cũng một cốt rất đọt luôn mà. Chiều cao tổng thể gốc mai này gây khoảng tầm 3 mét nha anh em. Và cái đường kính của cái bộ tàn này mình nghĩ nó rơi vào khoảng hơn 3 mét. Tại vì từ phía bên đây ra đây khoảng tầm khoảng hơn 1,5 mét các bạn ơi. Bên đây cũng vậy. Và những cái cành này thì mình chưa có kéo xuống mà. Nếu mình kéo xuống nữa thì nó sẽ cái bộ tàn, cái đường kính cái tàn này nó sẽ ra lớn hơn nha anh em. Cái cây khá là quái mà. Trực lắc các bạn ơi. Rồi bắt đầu mình vô đây mình cho anh em xem cái bộ đế nó bạn. Bên đây mình thấy nó đóng một cái rễ cũng khá là quái bạn. Có hai rễ bạn. Có rễ này nó cuốn theo cái hình xoắn mà. Nó cắm xuống. Bên kia cũng có cái rễ nó đâm ra nó cắm xuống bạn. Tạo cho mình một cái gốc mai khá là quái. Phía dưới đây thì bên đây nó còn một cái rễ nữa bạn. Đây bạn. Một cái rễ đây. Nó cắm qua phía bên này và nó uốn tròn qua đây bạn. Và chi cành bên trong nó thì rất là lực luôn nè anh em, nhìn khá là chuẩn luôn nè. Mình sẽ quay xa tỉ góc lên cho anh em xem cái dàn xương gốc mai này. Gốc mai mã số 5 nha anh em. Thì nãy giờ anh em thích gốc nào anh em có thể liên hệ trực tiếp với anh Sành bạn. Gốc này có mã số 6 nè, một cốt đi lên bạn ơi. Chiều cao gốc mai này rơi khoảng tầm 3 mét nha anh em. Nó cành nhánh nó thì giống như cành đào bạn, cũng dương lên vậy. Và cái đường kính của cái bộ tàn này rơi vào khoảng tầm 2m8 3m bạn, tàn chưa gịch nha anh em. Gịch nó xuống nữa thì nó còn nữa bạn. Và đây là bên trong chi cành của nó đây. Những cái điểm mà nó nhạo gốc cây bạn, nhìn phía bên ngoài bạn, cơ bắp cuồn cuộn luôn anh em. Sơ cho anh em xem một dòng của gốc mai này. Đây là cái bộ đế gốc mai mà quanh gốc mai này mình nghĩ tầm khoảng 38-40 thôi này, chứ cũng không có lớn cho mấy. Còn cái đế thì khoảng 50 ạ. Để vào trong này. Rồi mình mời tất cả anh em qua tiếp theo bằng gốc số 7 bạn ạ. Cây này thì chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 3,5 mét nha anh em. Em thấy một cốt đi lên. Gốc này nó có cái cục gù bạn, khá là lớn ở đây bạn. Và ở đây thì nó lên tới đây, nó đâm ra hai thân các bạn. Tôi quay qua đây cho anh em thấy rõ nè, đâm hai thân và một thân này của nó đi lên luôn mà thẳng luôn. Những cây nó cũng hay hay mà. Sẽ ra xa để mình quay cho anh em xem cái bộ tàn của gốc mai này.
Đây là cái bộ đế góc ngoài đây bạn. Đây bạn. Đây có một cái số ghế bạn. Phía đây thì mình không biết còn đế không à, do ảnh đắp đất rồi. Còn anh em nào mà thích thì đến nơi mình mồi thoải mái rồi. Nói chung là buôn bán mình ảnh rất là vui vẻ bạn. Mình rất là thích những cái người như vậy bạn. Bạn ơi, tiếp theo có mã số 8. Cây này một cốt đi lên bạn, gót đọt anh em ơi. Thì chiều cao của gốc mai này gây khoảng tầm 3,5 m bạn. Còn cái đường kính ngang của cái bộ tàng này gây ra khoảng tầm 2,5 m bạn ơi. Chi cành nhậu. Cái do cái này mình lặt lá bạn, anh em thấy cái bộ tàng nó cũng hơi thưa. Nhưng mà khi mà nó có lá đầy đủ ra rồi thì chi cành nó mình thấy nó mọc ra cũng rất là đều nha anh em. Mình vô mình quay cho anh em xem. Cành ở đây có những cái điểm mà nó gù của nó nè. Nhìn cây mai thứ nhất là nó duyên, thứ hai là lực mà. Những cái cành nhánh này nó nhạo. Gốc này nếu mà anh em nào sở hữu mà đem về có cái miếng đất nó rộng rộng mà mình nuôi nó khoảng tầm vài năm nữa bạn ơi. Và đây mình thấy một số nắp giống như mà nó bể xù mà. Cây này thì mình không biết có xù hay không, nhưng mà số nắp mình thấy nó bể rồi bạn. Trong là cái bộ đế đây anh em. Chi cành đây anh em thấy là những cái chi cành này nó ra tương đối đều nhau bạn. Rồi đầu tiếp theo bạn, cốt số 9 này. Đây cũng một cốt rất đọt luôn nè. Chiều cao gốc mai này gây khoảng tầm hơn 3 m mà. Còn cái đường kính của cái bộ tàng này nó gây ra khoảng tầm 2,5 m. Tàng giống như cành đào bạn ơi. Cây này nếu mà nhìn thực tế bên ngoài thì mình cảm thấy nó cực kỳ lực luôn nè. Sẽ vô mình quay cho anh em xem. Các bạn, đây là cái bộ đế mà. Đây nó có những cái bệ nè anh em thấy không? Và thân thì lắc các bạn. Những cái điểm nhạo, những cái cành, chỉ cành nó nhạo đây anh em thấy. Nhìn rất là duyên luôn. Mình cực kỳ kết cái này bạn. Thân thì ngày xưa thì những cái điểm này bạn là chắc vô kẽm nó hơi gắt bạn. Nó uống nó xoắn cái cây. Tạo cho một cái cây mình nó xoắn bạn. Cái hai nó lắc lưỡng à. Những cái cây mình nó có cái điểm nhấn riêng. Mình tùy theo nhiều người đó bạn ơi. Nhiều người thích dạng này, nhiều khi người khác thì thích dạng khác bạn. Bởi vậy cái cây mai mình lúc nào cũng có người săn đón mà. Chứ nếu mà ai cũng thích một dạng nghe thì chuyện bán rất là khó bạn. Rồi mình mời tất cả anh em theo chân mình sang gốc thứ 10 bạn. Tiếp theo là gốc số 10 nha anh em. Cây này cũng một cốt luôn anh em, gốc đọt luôn anh em ơi. Thì chiều cao gốc mai này rơi vào khoảng tầm 2,8 m đến 3 m bạn. Còn cái đường kính bộ tàng này phải 3 m anh em. Tàng dương khá là đều bạn. Quay cho anh em sơ bộ tàng này. Cây này thì rất là đẹp luôn. Nhìn nó, thứ nhất nó quái, thứ hai đẹp bạn. Mình quay sơ cho anh em xem cái điều đầu, mình sẽ vô mình quay chi tiết cái bộ đế nó cho anh em xem. Rồi. Về mặt tổng thể thì mình thấy cây này cũng quái bạn. Hai bạn. Bên đây thì nó đóng một số rễ cũng khá là lớn bạn. Lớn là do so với cái thân cây này thôi. Này nó có một cái rễ bạn, nó ra đầu rễ đây, nó ra một rễ, nhưng mà nó ra đây tới 3 rễ bạn, nó cuốn thành một cái hình xoắn đâm xuống dưới mặt đất bạn. Và mình cực kỳ thích bạn. Thích cái này. Cắm được bao cũng cây rồi bạn. Đây cũng vậy bạn. Nó có hai cái rễ đại nó cắm xuống, và bên đây thì nó có một cái rễ nhỏ nó cuốn theo cái rễ đại này bạn. Mà chỉ cành nó nhạo thì mình thấy cực kỳ gắt luôn nha anh em. Và anh em nào mà mình đến nơi bạn, anh em nào ở gần khu vực cái găng Cần Thơ mình bạn, thì anh em có thể đến đây mình tham khảo trực tiếp những cái gốc mai này. Khoái gốc nào thì mình đem về gốc đó bạn ơi. Cái này có mã số 10 nha anh em. Đây có cái cây này mã số 6 ghi anh em. Cây này mã số 11 anh em ơi. Cây này mã số 12. Cây số 10 mình chưa quay bạn. Cây 12 cũng là một cái cây một cốt bạn. Chiều cao cây mai này gây khoảng tầm 2,5 m đến 2,6 m bạn ơi. Còn cái đường kính bộ tàng này gây khoảng tầm 2 m bạn. Thân cây thì nó thẳng mặt một cốt đi lên.
và những cây cành thì nó nhạo khá là duyên. Sẽ quay sơ cho anh em xem một vòng của gốc mai này. Cây này mini thôi bạn ơi, này hoành cả 30 bạn. Phía dưới là cái bộ đế đây, đế đều nha anh em. Đế khá là đều. Nhìn xa xa phía này giống như con thú các bạn. Anh em thấy không? Nụ bữa nay thì nó ra khá là nhiều, tại mới lãi lá mà ra. Rồi bắt đầu mình vô mình quay cây số 10 nè. Nãy giờ mình sót lại cây anh em cũng thông cảm nha. Tại vì do số lượng nó cũng hơi nhiều quá bạn, thì mình sót cái cây này. Cây này có mã số 10 anh em ơi. Và cây này cũng một cốt đi lên nha bạn. Chiều cao nó rơi khoảng tầm 3 m. Và cái đường kính ngang của nó thì rơi khoảng tầm 1m8 đến 2 m nha bạn. Cây này tàn chưa gịch nha anh em. Đây bạn, cây này thì đóng đế khá là đều bạn, đều bốn mặt luôn nha anh em. Đây anh em thấy là những cái đế đây nó ra đều hết bốn mặt luôn. Thân thì mình thấy nó mớp nó sắn nè anh em, chỗ này nè, mớp nó sắn lên hình hầu như là hết 50% của cái cây luôn. Mà ở chi cành nó thì nhạo đều đẹp mà ơi. Sơ cho anh em xem. Nói chung là anh em nào mà quan tâm thật sự có thể liên hệ trực tiếp với anh Sành, mặc số điện thoại để phần tiêu đề mà. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc tất cả anh em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình mọi người. Và mong là anh em chọn được một gốc mai mà thật sự là mình ưng ý. Thứ hai là giá cả hợp lý bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.